Chúng ta đến với trận đấu chung kết đầu tiên thì mình trong xây đấu thứ ba. Yeah, mày không phải cho son. Cho u rồi. Ông này cầm da thì ông kia lại cầm cho son. Sam AC bên kia là cho à, bên mình là cho AI kia Sam AC. Ở trận đấu này hy vọng sẽ vượt khó được để đưa trận đấu này đến với chung kết. Càng quá. Này mình đánh lỗi cũng nhiều. Lỗi về 2-3 trận. Cam Quýt là người cầm cho son, thành ra là thua. Còn đánh đế chế nó có ngày. Ngày nào đánh bay thì rất bay, nhưng ngày nào đánh tù thì nó vẫn tù lắm. Cái trận ban trận mùa 2 đấy, trận xi măng kích 12 đấy. Đây là cho son ở game thủ Cam Quýt. Bãi quả đầu 7 cây, những cây gỗ đầu là gần hiếu năm đấy rồi. Còn xi măng là người cầm Yamato. À đây là Yamato chứ không phải là Moto các bạn ạ. Quần xấu nhưng liệu map có tươi hay không? Quýt báo về là map được. Quýt tự ăn đùi bản thân là quần xấu được map tươi. Mà tôi thấy đồ ăn của Quýt vẫn chưa thấy gì. Đấy đúng bầy đầu. Cùng chờ đợi xem nào. Còn vòi bên tây vực nó cũng gần nhưng mà nó qua một cánh rừng. Liệu Cam Quýt cầu về được không? Ui vâng Hồng Anh luôn. Về đây. Chết, coi cũng không ông nào vú được. À vâng đúng rồi, hôm qua gọi xẻ là bố, tôi không sao bình thường. Tôi thì rất thoải mái với cái chuyện đấy. Thank you.
Đường bên kia bài lại mắc mình rồi. Đường 10% và 12%. Nếu mà 3C nghỉ sớm thì khả năng xi măng rủ 97 solo 1C. Mà 97 chưa chắc nó đã solo. Mình kia mình biết quyết đạt đủ 4C thì sao? Bắt xi măng solo với Hồng Anh thì lại hơi khê. tầm này xi măng lại vào ghế. Hệ cùn rồi sợ cái gì? đánh C4 được thoải mái không sao, thua là cái chuyện bình thường. 3C với 4C thì nào để thua gỡ được C nào hay C đấy. Vẫn sẽ đánh C4. Và chắc gì đã thua trận này. 14-6, 23 dân. Vâng, đối với 23 dân này là muộn rồi đấy. Mang cuối 10, 25 dân. Ông Anh bên kia 10 và 12%. À không, em không bình luận xi măng anh ơi. Em thì cứ có kèo là bình luận thôi. Dạo gần đây đang phải cày. Cày cố kiếm cái Tết. Cái Tết tình yêu, Tết tình nhân. Ngày lễ Valentine. Mai là sinh nhật Cam Quýt. 14 tháng 2 à? Thế có làm tổ chức gì không? Tháng 7, tháng 8. Tầng 8 thì sau đây xuống tầng 6 chứ. ngày kia tên Valentine đúng sinh nhật Cam Quýt luôn. Cái gì đây? Hồng Anh chưa gì đã có T với A đứng thủ rồi. Quân này thì họ cũng chả cần đi công T. Thủ thôi. Chào anh Đinh Quang Đức nhá. Bánh xe thì ông anh Vũ thứ 13-30. Oh my god. Nhường 97 bãi quả luôn. 13-30 cái bánh xe dành cho Hồng Anh. Cái chuyện này nó kích 9 à. Và 14 có tân cung đờ đầu tiên. Cái map này là cái map không thể thắng nữa mà không cửa thắng. 97 bài cũng 13 cũng 10%. Mười bảy thì người Yamato mờ chơi vào là rất ra đúng mà ăn hoa. Quýt 30. 13-30 cái bánh xe thì chắc chắn là cái 9 rồi. Chắc chắn là cái 9 luôn. Tỷ số là 0-3 về C.